Xin giới thiệu với anh em bạn bè gần xa. Hôm nay Thanh Tú quay cái video về cái con Natural RQ542. Con này thì thiết kế rất là đẹp, loa tổ ong nha anh em. Nó lấy cái kiểu loa mô tả từ cái con RQ552 á. Thì cái con này tình trạng đẹp, rất là đẹp. Anh em nhìn thấy đó, cái mặt sóng đài á, cái viền mạ cà rốm còn rất là đẹp, viền mạ cà rốm sáng nha. Rồi chữ hiển thị, logo, mặt cửa băng nhôm phay rất đẹp, nước sơn còn rất đẹp luôn đó. Mặt sóng đài trong veo luôn, quay gần lại cho anh em xem nè. Cái quay sách bằng nhôm, ốp nhựa, nhôm phay luôn nha, uốn lưỡng luôn nè. Rồi phím cassette anh em nhìn nè. Rồi mặt sóng, mặt ở phía trên núm nút hiển thị đẹp hết luôn ha. Rồi mặt sóng đài anh em nhìn xem nè. Rồi chỗ cái micro này cũng gì nữa, si mà si còn đẹp hơn nha anh em. Hình thức con này là đẹp hết. Con này sản xuất cũng rất là lâu rồi, khoảng năm 1975. Natural đó thì anh em nghe rất là hay, rất là chắc rồi. Để Thanh Tú quay lại cho coi cái mặt lưng. Dưỡng kèn thèn mặt lưng rất là đẹp luôn nha anh em. Ở đây còn cái tem nè, model RQ542. Cho anh em xem luôn đó, rất đẹp luôn nha. Rồi bên trong nắp pin, cái phần chấu đồng này cũng rất là đẹp luôn. Anh em xem là nó. Rồi cái sào trước rồi đẹp hết ha. Rồi ok, mặt phía sau là đẹp chuẩn luôn đó. Rồi tiếng con này thì rất là hay. Rồi xin bây giờ mời anh em nghe một cái đoạn radio. Kênh này là kênh 102.7 nha. Thanh Tú đã kéo lên, chỉnh lên 108 rồi nè, full 108 luôn. Rồi radio rất là ok, bởi vì cái không gian này nó chật hẹp lắm cho nên là anten nó dài, rất là khó quay, rất là khó xoay anten nha anh em. Rồi bây giờ Thanh Tú xin mời cassette, test cassette nha. Thank you.
trong thọ là nơi đưa nàng, đưa nàng anh đưa nàng về dinh, là nơi đưa nàng, đưa nàng anh đưa nàng về dinh. Đồi mơ anh rước em về, tận công làng xa họ ra chờ, mấy cô gái nhà bên cùng theo mới ra đứng bên đường nhìn xác
cái bài hát Tân Cổ Giao Duyên của Minh Dương và Lệ Thủy ca, đó là bài Lý Ngựa Ô. Thì cái chất âm con này nó rất là hay, mộc mạc, nghe tiếng rất là rõ, mono mà tiếng nghe rất là chất. Cải lương dưới Tân Cổ Giao Duyên trước 1975 thì hát con này rất là ngon. Rồi bây giờ Thanh Tú xin test về vấn đề tua tới tua lùi ha. Đó, cái này là tua lùi nè, tua tới nè, số quay nè anh em, play nè. Ra giữa lòng miền Trung, miền Bỉ Dương, ruộng hoang nước mặn đồng chúa, thôn xóm tôi sống đời dân. Oh.
tóc đầy vơi. Stop luôn anh em. Rồi, ok. Thanh Tú xả lại nè, tua lại nè, tua ngược lại nè. Đây nè, bao xa nè. Rồi, ok. Như vậy là con đài rất là tiếng rất là hay và hoạt động hoàn hảo tất cả mọi cái tính năng của con đài luôn ha. Mà anh em mến và có quan tâm đam mê giao lưu và trưng bày thì anh em xin liên hệ với Thanh Tú nha. Số điện thoại và Zalo là 0919073813. Thanh Tú xin nhắc lại số điện thoại và Zalo 0919073813. Xin chào anh em nha. Xin cảm ơn.